Rồi, chào mọi người. Thì hôm nay đội phụng sự đã đưa anh Trần Nguyễn Bá Bà Thành này. Trần Bá Thanh là một trong những bệnh nhân tai biến đã 4 năm rồi và gia đình thì cũng đi chạy chữa rất là nhiều nhưng mà anh cũng chưa đi được. Thế thì ngoài cái tai biến ra thì 4 năm nay anh ngồi một chỗ bắt đầu trong nội tạng nó có rất là nhiều vấn đề, bây giờ mắt là kém và tai thì là ù. Cái trường hợp của anh ấy thì cũng đã đưa lên các nhóm, đặc biệt là chỗ Thúy Vân cũng đã hỗ trợ cho một khoản tiền, và hôm nay thì tại công ty rất là nhiều cô bác anh chị em đến tham dự buổi hội thảo buổi sáng hôm nay, thì mọi người cũng đều khởi tâm để hỗ trợ cho anh có một cái điều kiện để gia đình thuê một cái phòng trọ gần công ty. Rồi hàng ngày thì anh sẽ đến đội nhóm sẽ hỗ trợ anh về cái cách tập để hỗ trợ anh làm sao Tết này để anh đi lại được. Và bên cạnh đây thì là vợ của anh. Vợ thì là đi làm công nhân may, nuôi hai cháu nhỏ và với ba anh là gia đình rất là khó khăn, gia đình là một trong những gia đình hộ nghèo. Thì hôm nay rất là cảm ơn chỗ giám đốc Hà Văn Nam bên công ty là hỗ trợ anh hoàn toàn về sản phẩm. Trong các đội nhóm thì rất nhiều anh chị em đã khởi tâm hỗ trợ về một gọi là với cái tấm lòng mỗi người 50, 30, 100 thì cũng đã có một cái khoản tiền nhỏ nhỏ chắc nó cũng được 5-6 triệu đúng không ạ? Thì cũng rất mong với cái tấm lòng đó thì anh chị về sử dụng sản phẩm đúng đủ đều có một cái kết quả tốt. Và sang tuần thì có thể là anh lên trên đây thuê một cái phòng trọ gần và hàng ngày vào cho tập luyện cùng với mọi người. Và cũng cảm ơn chỗ anh Từ là những người để kết nối những cái hoàn cảnh khó khăn đến với đội nhóm hỗ trợ, thì đội nhóm mới có cơ hội để tiếp cận được với những bà con nhân dân của chúng ta là những người đang trong những hoàn cảnh không may mắn về bệnh tật, về hoàn cảnh về kinh tế, cũng đi điều trị các nơi nhiều rồi thì cũng suy kiệt đúng không ạ? À, thì với cái tấm lòng của giám đốc Hà Văn Nam của mọi người thay mặt đội nhóm phụng sự, Hùng rất là chân thành cảm ơn và rất là mong mọi người hãy ủng hộ và chung tay để ủng hộ giúp đỡ được nhiều những cái hoàn cảnh nhân thành hơn. Xin cảm ơn.